điện sẽ là một cái cảnh sát cuối cùng.
đẹp. Còn việc gì sau ngày nay chúng ta sẽ tiếp tục làm và đến tháng 9 sang năm thì sẽ tiếp tiến hành là các tăng kiến thành. Thì thưa các quý vị là trong giờ này thì rất là một việc thiếu thốn rất là nhiều cho các quý vị Phật tử xa gần đem công trung tâm rồi là cũng là Phật tử Bye.
Thank you.
Oh.
đoàn tử thính đám đức cùng cán bộ nhân dân từ xa gần chỉ tâm sớm mới vang tiếng rằng tạo dư an lìa giải do vô thủy chi sở xê ngã thiên ngã kim dài xa mới như thế nhớ tia chữ nghĩa chúng ta giải tiêu rìa tan vô dư liền đẹp chỉ cho pháp giới xa mới. Bye.
Thank you.
hạt muối ngâm xưa từng trong chờ đỏ hắt, anh gùi muối về trong cây trên gần kề, dòng nước hôm nay màu xanh hàng ngắm cho công trường tắm nập em thấy đông vui quá, cắm chờ nước cuốn theo anh về, cắm chờ nước nước theo anh về, cho Tây Nguyên thêm say, cho tình em thêm say, cho Tây Nguyên thêm say, cho chủ trì chùa Phả An thôn Thọ Vọng Đồn Bình và toàn thể ban lãnh đạo cấp chính quyền và toàn thể quý Phật tử dân làng ở tại nơi đây. Ngày hôm nay thật là một ngày duyên lành hạnh phúc cho dân làng được nương nhờ tâm đức của thầy chủ trì mà được khánh thành ngôi tam bảo và lễ rước Phật về chùa Thiên Vị Bát Hương và kỷ niệm 10 năm ngày thầy về đây chủ trì. Chúng tôi người Hà Nội ngày hôm nay cũng duyên lành phước lớn được cùng nhau đóng bè tạo phước dâng 7 cụ tượng dược sư về đây để cúng dường tại nơi ngôi tam bảo này, nguyện cầu tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử chúng con cũng như tất cả dân làng ở đây cùng ban lãnh đạo được ngày càng mạnh khỏe và sư thầy chủ trì thân tâm thường an lạc để dìu dắt tất cả dân làng của chúng ta được sớm chiều có ngôi tam bảo rồi được tụng kinh lễ bái dưới ngôi giả lam thân thương này thật không có gì hạnh phúc bằng. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, đầu xuân năm mới đến Tết đến xuân về thì thường thường nhà chùa hay lập đàn dược sư để cầu bình an tiêu tai bệnh tật, và ngày hôm nay cũng nhờ duyên lành này mà đoàn Hà Nội Minh Thiên cũng xin gửi tới cúng dường thầy chủ trì cũng như dân làng bài thơ lễ sáng vật dược sư, chúng ta cùng đón nghe. Con cùng lành lễ Phật dược sư, ngưỡng nguyện quy đấng đại từ, phóng quang gia hộ cho đệ tử sống tỏ đường về. Bao kiếp đã rồi bởi si mê gây nên nghiệp chướng rất nặng nề, chiêu cảm thân tâm nhiều mạnh khổ, nguyện xin bỏ ác làm lành nguyện phóng sinh từ bi hỷ xả gắng tu hành chuyển hóa nghiệp nhân thân nhiều đời trước nào tai tiêu sạch hưởng quả lành. Nguyện lớn độ người khắp thế gian, xa hộ cho con lìa bệnh khổ, tùy cơ cảm khó nghĩ bàn, mang nô dược sứ lưu ly quên, thân dù bệnh khổ. Nguyện lòng hạnh lành tiêu thể
thế gian. Diệu pháp cho đời đau khổ, trong nhà xa khó chẳng từ nam. Nam mô sư tử thầy hoan hỷ trong thiên tạp bồ tát, nguyện đem đất ở ta bà trồng xuyên tịnh độ chín tòa gác nương. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta chỉ lẻo cho con tìm ánh đào, tránh niềm tục lụy lắm phong ba. Ra đi lưu lạc trốn quê người, con như cánh lý phiêu giạc giữa trời tạo công. Mây mông trời thì cao đất rộng, mà để đi đâu biết đi đâu bây giờ. Vọng vào